Hãy nhìn vào những hình ảnh này. Chưa bao giờ thế hệ con người nó lại ốm yếu như thế các bạn. Tưởng khi mà khoa học kỹ thuật phát triển thì con người cũng phải khỏe ra chứ đúng không? Nhưng mà nó chỉ đúng khi mà các bạn bị bệnh và đi chữa bệnh thôi. Tức là y học phát triển thì khả năng chữa bệnh con người tốt hơn. Tôi cũng không cần phải đưa ra bất cứ một cái số liệu nào để chứng minh rằng sức khỏe của chúng ta không tốt được như là cha ông ngày xưa. Vậy nguyên nhân thực sự nó nằm ở đâu? Về khách quan đi thì chính xác nó là cái môi trường nó bị ô nhiễm đấy. Ô nhiễm từ không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn, vân vân. Thế còn về chủ quan thì sao? Chung quy lại thì cũng chỉ có hai yếu tố thôi. Thứ nhất là chế độ sinh hoạt các bạn. Có thể dễ dàng thấy cái sự khác biệt về cái hoạt động thể lực của ông cha ta ngày xưa là nó vất vả như thế nào. Đúng không? Ngày xưa thì cái công cụ sản xuất nó còn thô sơ, tất cả mọi thứ nó phải làm bằng tay, bằng chân hết. Thế chính vì cái sự hoạt động cơ bắp cả ngày như thế thì nó khiến cho cái việc mà chúng ta ăn ngon hơn này, rồi là tối về đi ngủ nó ngon hơn. Thế thành ra nhịp sinh học là rất là tốt luôn. Thế còn xã hội hiện đại bây giờ thì như thế nào? Ra đường cái là đi ô tô này, không ô tô thì xe máy. Làm cái gì cũng có máy móc nó làm cho hết rồi. Chúng ta bắt đầu quen với cái việc là gì? Cứ ngồi một chỗ thôi. Thế một cái thói quen lười vận động như thế nó sẽ làm bạn yếu đi rất là nhiều. Cái điều đấy là cái điều chắc chắn rồi. Rồi lại ảnh hưởng đến nhịp sinh học của chúng ta. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng. Màn kịch hay bây giờ mới bắt đầu đấy các bạn này. Các cụ có câu là gì? Họa từ miệng mà ra, mà bệnh tật thì từ miệng mà vào. Nó luôn luôn đúng các bạn. Nó luôn đúng cho đến khi mà con người có khả năng quang hợp như là cây. Tức là không cần ăn mà các bạn vẫn sống đấy. Cái điều đó thì không bao giờ xảy ra rồi. Hãy xem, cũng từ thịt, từ rau, từ thực phẩm thông thường mà tại sao lại có nhiều người bị ung thư như vậy? Bắt đầu với thứ mà nhà nào cũng hầu như đều sử dụng đi. Giá cả thì lại rất là phải chăng. Nếu là gia đình tôi thì sử dụng thì tôi cảm thấy sản phẩm để ăn cũng rất là ngon. Nên tôi thường xuyên mua sản phẩm này về dùng trong gia đình của mình. Cụ thể, một chai nước mắm đang bán khá chạy trên thị trường có bảng thành phần như sau: nước, muối, cốt cá cơm, đường, chất điều vị 621, 631, 627, chất bảo quản 211, 202, và màu 150A để tạo màu cánh gián giống nước mắm. Màu tổng hợp 124, 110, chất tạo ngọt 960, chất điều chỉnh độ axit 260, 330, hương cá tổng hợp. Trong khi nước mắm truyền thống chỉ có hai thành phần là cá và muối, thì nước mắm công nghiệp có tới gần 20 thành phần, trong đó 12 chất là phụ gia, nghĩa là chất hóa học. Điều đáng nói là trong số các chất phụ gia mà nước mắm công nghiệp sử dụng, có một vài phụ gia trước đây không có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng vì mức độ độc hại nhiều hơn các chất phụ gia khác cùng nhóm. Ví dụ chất siêu ngọt, các phẩm màu tổng hợp. Tất cả các hóa chất tổng hợp là không tốt, không cần phải nói gì cả. Đã là hóa chất tổng hợp là độc hại với cơ thể. Cho nên tiến tới một cái thực phẩm mà không nên dùng hóa chất tổng hợp. Nếu không kiểm soát là bị ảnh hưởng rất nhiều đó. Như tôi nói đấy, nó ảnh hưởng đến bệnh tật, ảnh hưởng đến phát triển giống loài, gây ra bệnh cấp tính, bệnh mãn tính và ảnh hưởng đến phát triển cơ thể. Cái điều kỳ lạ là biết rõ tác hại của chúng nhưng chưa có sự bảo vệ nào cho người tiêu dùng ở đây cả. Chúng ta vẫn tin rằng những cái thứ đó chúng ta dùng là không hại cho sức khỏe. Nhưng cùng là sản phẩm đó, ở một cái phương trời khác thì nó lại một cái sự kiện chấn động. Nó đã xảy ra với một cái hãng mì tôm nổi tiếng mà chúng ta vẫn ăn ngon lành mỗi ngày. Khi xuất khẩu sản phẩm của mình qua châu Âu và Đài Loan thì ngay lập tức đã bị trả về. Cái nguyên nhân thì các bạn có thể đọc nhé, đọc trên báo rất là nhiều. Chúng ta đều biết là cái mì tôm đấy nó có dư thừa hàm lượng ethylene oxide, một cái chất độc và không tốt cho sức khỏe cả. Vâng, câu chuyện thì vẫn còn tiếp tục. Và chúng ta hãy thử xem là bữa sáng chúng ta có cái gì đặc biệt nào. Ở đây có ai thích ăn bún phở không? Cùng xem video này nhá. Những nồi lẩu hay bát bún phở như thế này là món ăn yêu thích của rất nhiều người dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ tất cả gia vị hay phụ gia ở đây có nguồn gốc và chất lượng như thế nào. Rất có thể trong những món ăn như thế này được nấu chín, ninh nhừ siêu tốc bằng loại phụ gia có tên là bột sủi. Bột sủi, bột nhừ xương hay bột soda con công là tên gọi của một loại phụ gia có công dụng làm nhừ xương, các loại ngũ cốc đang được lưu hành trôi nổi trên thị trường hiện nay.
với giá 65.000 đồng 1 kg và công dụng kinh hoàng. 4 thìa cà phê có thể làm như một nồi xương với dung tích 50 lít chỉ trong vài phút. Loại bột này được người bán hàng hàng ngày sử dụng để nấu xương làm nước phở, nấu đậu, nấu chè và các loại ngũ cốc khác nhau nhằm tiết kiệm tối đa nguyên liệu, giảm giá với các thành phần hóa học không rõ ràng, không có bao bì nhãn mác đóng gói và hướng dẫn sử dụng. Các loại phụ gia này có nguy cơ mang lại những tác hại khôn lường tới sức khỏe của khách hàng. Tiếp tục tìm mua hàng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chúng tôi được một người bán hàng bật mí những sự thật hãi hùng đằng sau những túi bột mì siêu tốc này. Vâng. Vâng. Gói năm đúng không? À, là gói này à? Đấy. Vậy thì nếu không ăn bún phở thì mình ăn bánh mì xúc xích cũng được mà nhở? Chảy nhớt, bốc mùi. Những lô thịt lợn, thịt gà này đáng ra phải bỏ đi, nhưng lại được tận dụng để cho ra những sản phẩm xúc xích đóng gói. Không chỉ sử dụng những loại thịt hôi thối, mà ngay cả những loại xúc xích hỏng, hết hạn từ những lô sản xuất nhiều ngày trước đó cũng được tận dụng lại. Thành phẩm là gần 400kg xúc xích trông ngon mắt này. Cái nguyên liệu mà đưa vào để tái chế này, cứ cho là nguyên liệu đi, thì lại là cái hàng thành phẩm của một cái lô hỏng trước. Để đưa vào để sản xuất ra 2 ca của ngày hôm qua và ngày hôm nay thì số lượng cũng trên dưới gần 5 tạ là chúng tôi đã cho tiêu hủy tại chỗ. Để làm cho xúc xích thơm ngon, chủ cơ sở đã sử dụng hơn 10 loại phụ gia. Trong đó có nhiều loại phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ với đủ màu sắc. Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành tiêu hủy hơn 700kg xúc xích các loại, đồng thời lấy mẫu các phụ gia tại cơ sở để mang đi kiểm định. Xem đến đây chắc nhiều bạn bảo là thôi, giờ chẳng ra ngoài ăn nữa, mua đồ về tự nấu vậy. 4 giờ sáng tại chợ đầu mối Minh Khai, Bắc Từ Liêm, những tảng thịt bò giả nhanh chóng được chuyển đến trên chiếc xe 4 chỗ. Nhiều lái buôn đã đợi sẵn, tự tay lọc những miếng thịt đẹp nhất, giống thịt bò nhất để đem đi bán lẻ khắp các khu chợ ở Hà Nội. Trong vai một lái buôn mới tìm mối lấy hàng, người thương lái bán thịt bò giả không ngần ngại nói về sản phẩm của mình. Đây là hàng nguyên chất 100%, em chưa làm cái gì đâu. Đây là toàn hàng nào? Mổ ra 100% là như thế. Ở quầy hàng bên cạnh, việc phù phép cho những miếng thịt lợn nái có màu đỏ tươi như thịt bò cũng được thực hiện ngay tại chợ. Chất lỏng màu đỏ tẩm trong miếng rẻ này được sử dụng để bôi lên miếng thịt trước khi bày lên quầy hàng. Chào quý vị khán giả của Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn. Thưa quý vị, những con tôm như thế này thì từ lâu đã không còn xa lạ với nhiều người. Khi chúng trở thành món ăn có mặt tại các nhà hàng hay là các trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội. Thế nhưng trước khi đến với bàn ăn thì ít người trong số quý vị biết rằng về con đường của những con tôm này đã phải trải qua như thế nào. Và chương trình ngày hôm nay sẽ hé lộ những thông tin như thế. Và bí mật đó nằm sau cơ sở sơ chế ở phía đằng sau kia. Những con tôm chết này đáng ra phải bỏ đi. Thế nhưng tại cơ sở sơ chế nằm trong khu tái định cư X2 Yên Sở, quận Hoàng Mai thì tôm chết lại trở thành món hàng để thu lợi bất chính. Tại thời điểm các cán bộ trinh sát thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49 Bộ Công an cùng Thanh tra Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế dừng hoạt động. Thế nhưng qua thực tế phát hiện toàn bộ số tôm chuẩn bị xuất bán có nhiều dấu hiệu bất thường. Bằng cảm quan nhìn bề ngoài thì những con tôm thì có dấu hiệu là cong đuôi, giãn đốt và phần phía bụng thì có dấu hiệu phù nề. Mà điều khiến cơ quan chức năng lo ngại hơn là việc bơm tạp chất vào tôm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái việc bơm này thì sẽ dễ gây ra cái việc mà lây nhiễm vi khuẩn, đó là các E. coli và các Salmonella là những cái bệnh mà gây tiêu chảy cho con người. Đúng là quá sợ các bạn ạ, mua cái gì cũng giả, cũng bịp, cũng đều. Thế thôi, tôi với bạn ra trà đá vỉa hè ngồi, uống nước lại cho bình tĩnh. Một cơ sở chế biến chè ở xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Và đây là thứ tạp chất không nhãn mác, xuất xứ, được làm tùy tiện, đổ trực tiếp vào từng mẻ chè. Ban đầu là ca nhỏ, rồi đến từng thùng to. Hết chất lỏng, cho vào cả bột khô. Cho gì vào đây cô? Bột đau. Bột đau. Đem gì? Nó mới tròn cánh, nó nặng cánh. Cho bột sắn. Bột sắn là bột sắn mốc ấy. Xong là pha nước đen xì ấy. Xong nó cho cả bột đá vào. Cái bột đá nó cũng rẻ tiền thôi, nhưng mà nó nặng cân lắm. Không chỉ sử dụng tạp chất để tăng trọng lượng,
một cơ sở chế biến chè khác tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang còn có cách để tạo màu cho chè thêm bắt mắt, hấp dẫn hơn. Đỏ đường hương và cho một đá vào đổ ra là phải xanh nè ngay. Đấy. Theo quy định pháp luật, hiện việc đưa các tạp chất vào sản xuất chè là sai quy định, bởi hiện nay chưa có cơ sở nào được cấp phép sử dụng phụ gia hay các chất khác trong sản xuất chế biến chè khô. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ, đây chính là những cái loại chè mà sau khi đã được pha những cái tạp chất và những cái dung dịch như thế này. Thực ra bản thân chúng ta khi nhìn vào những cái loại chè như này thì khó có thể phân biệt rằng là đâu là chè sạch, đâu là chè đã pha tạp chất, đâu là chè bẩn. Và hàng ngày thì bao nhiêu người trong số quý vị đã uống những cái loại chè này. Có thể quý vị không có thói quen uống trà mặn giống như là các cụ già. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên uống những cái loại trà đá ở ven đường thì làm sao có thể dám chắc rằng những loại trà, những loại chè mà chúng ta đang uống là sạch. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đó là chuyện tại một số những cơ sở mà phóng viên chúng tôi phát hiện được, chứ không phải là tất cả. Không phải là các cơ sở này tự nhiên mà gian lận, họ đã làm theo những lời đặt hàng của những người phân phối. Tại hai xã Đông Khê, Đoan Hùng, Phú Thọ và xã Nhữ Hán, Yên Sơn, Tuyên Quang thì mỗi ngày có khoảng 30 tấn chè loại này như thế này ra lò. Số lượng thì không hề nhỏ, vậy chúng đã được phân phối đi đâu? Anh muốn mua 2 cân chè này được không? Không uống được chè này đâu. Bọn em vẫn uống thì anh uống được sao? Em không bao giờ uống loại này. Không uống chè này đâu. Em uống mây viêm. Không uống cái chè này mà chết à? Thế nhưng những mẻ chè pha lẫn tạp chất được làm đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Chè này là xuất đi đâu hả chị? Xuất đi Thái Nguyên. Thái Nguyên à? Mấy ngày ô tô sang chở lần? Ngày nào cũng chở. Ngày nào chở? Chị nói dối em vào đây. Ngày nào cũng chở. Nói dối làm cái gì? Và từ những cơ sở như thế này, nhiều xe tải có biển số Thái Nguyên đến bốc hàng trăm bao tải chè. Cái loại chè này thì mình làm gì chị? Theo Hiệp hội Chè Việt Nam, việc pha trộn tạp chất trên không những đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu của chè Việt Nam. Có khi là chúng ta nên dừng xem những cái phóng sự ở đây đi. Tôi còn rất nhiều phóng sự nữa muốn cho các bạn xem, nhưng nếu mà xem tiếp thì có lẽ là các bạn không muốn ăn cái gì nữa đâu. Câu hỏi ở đây là tại sao họ, những người kinh doanh đấy, họ lại tán tận lương tâm đến như vậy, đầu độc chính đồng bào của mình? Cái câu trả lời cũng cực kỳ đơn giản thôi các bạn ơi, đó chính là hai chữ lợi nhuận. Vì tiền mà, người ta có thể làm tất cả các bạn ạ. Và tôi cũng phải kể cho bạn câu chuyện như thế này. Tôi đã từng có những bệnh nhân hỏi tôi rằng tại sao đi khám, đi xét nghiệm men gan tăng rất là nhiều mà trong khi đó không hề uống một giọt rượu bia nào, cũng không có nhiễm viêm gan virus, không sử dụng thuốc tây mà cũng không hút thuốc lá đốt, vân vân. Tóm lại là chẳng tìm ra được nguyên nhân nào khi đến bệnh viện cả. Và câu trả lời ngắn gọn rất có thể là chính những cái gì chúng ta ăn uống hàng ngày. Nếu thường xuyên ăn phải những cái thực phẩm bẩn ngoài kia, những thực phẩm qua chế biến sẵn rồi, là những thực phẩm qua có chất bảo quản hóa học các thứ, thì gan nào mà chịu được các bạn? Chức năng giải độc của gan chính là cái vốn có của gan các bạn ạ. Và nó làm rất tốt điều đó, nhưng không bao giờ nó gánh được mãi những cái thứ mà chúng ta đầu độc vào đâu các bạn. Và đến khi nó không còn có thể gánh được bạn nữa thì tế bào gan đã bắt đầu bị phá hủy, và từ đó men gan ở trong tế bào chất ấy, thì nó mới đi ra ngoài trong máu nhiều. Lúc đó chúng ta xét nghiệm thì mới thấy men gan nó tăng. Vậy giải pháp ở đây là gì? Các bạn hãy tự chủ động nấu ăn hàng ngày, tìm những cái nguồn thực phẩm uy tín chất lượng. Có thể nó hơi đắt một xíu thôi, nhưng mà thay vì chúng ta ra chợ mua thì các bạn có thể đến những cái chuỗi siêu thị uy tín. Đó, hạn chế ra ngoài ăn vặt, ăn những cái đồ ăn qua chế biến sẵn. Cái đấy tôi không khuyến khích nhé. Thế còn những cái bữa vặt hay là đồ ăn vặt các thứ đi sao? Tốt nhất là hạn chế, và thứ duy nhất bạn nên ăn ngoài bữa chính ra chính là trái cây thôi. Ok, video đến đây thôi. Đông tà tây độc thực phẩm ở khắp mọi nơi, hãy thực sự cẩn thận nha các bạn. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng những sản phẩm thải độc gan, bảo vệ gan ấy, thì đừng quên Gasilin nhé. Sản phẩm do Viện Khoa học Công nghệ Y Dược nghiên cứu phát triển, là cơ quan tôi công tác. Các bạn sử dụng một liệu trình 3 hộp, 2 viên son sáng và 2 viên son tối. Link mua sản phẩm thì tôi để ngay phía dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.